đức thầy. Chúa Giêsu là ai? Ông cười. Ô, Chúa Giêsu chỉ là một vị Bồ Tát như những vị khác thôi. Con đừng bận tâm. Con có làm chuyện không? Ông đâu có nói. Cái mỗi lần vô ra ngồi thiền nói với anh bác. Hỏi mấy ông Thánh Tự Đạo, mấy ông hiện về này nọ. Mấy ông Thánh Tự Đạo rất là tôn trọng sư phụ. Kính nể hơn mấy con kính nể nữa. Ngài kêu sư phụ ngại không à? Ngài mỗi lần mà ngài đi ngang, ngài chỉ cần vô cho thấm cho tôi cây nhang thôi, chúng tôi vui rồi, không cần gì hết. À, nghe tới cái miếu này nè, không? Rồi cái ông Thánh Peter cũng vậy, mỗi lần mà nói chuyện với ông Thánh Peter là 12 người đệ tử của Chúa đó, ông cũng kêu sư phụ bằng ngài không à? Chứ ông đâu có dám kêu như là những con chiên hay mấy ông thầy hay Đức Hồng Giáo Y đồ ở bên tòa thánh Vít Căng mà khấn ông về đi, các ngươi đúng không? Vô mà ấm thường mà mấy gì kêu ông Thánh bây giờ cũng kêu thuộc bằng ngày. Tôi không hiểu sao mấy ông kêu thuộc cao vậy á. Sau này rồi mới biết. Cái gần đây nữa, đó là những năm đầu, năm 2016-17. Gần đây thuộc mới hỏi mấy gì mà có hỏi luôn vậy đó. Mấy gì mới verify thuộc là reborn, xem gai, lập lại cái đạo.